Hello, chào con nha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Chào con. Thế giới con Chào ơi. thầy. Ok, chào con. Bây giờ con dở giúp thầy trang 83 nhé. Của tài liệu bản số 2, câu số 10. Question 10. A lemon has 3 pencils and 2 pens. Isa has 2 pencils and 3 pens. Who has more writing utensils? Identity, the property I use. Bằng nhau. Một bạn cho rằng là bằng nhau. Rồi, con có nghĩ như vậy không? Bạn Lemon thì có 3 bút chì và 2 bút mực. Bạn Aiza thì có 2 bút chì và 3 bút mực. Ai là người có nhiều dụng cụ hơn, đồ dùng hơn? Con thấy mỗi trang đều bằng nhau, equal. Chính xác, they have equal. Equal. Utensil là dụng cụ nhé, utensils. Họ hỏi con thêm một câu nữa là hãy xác định cái tính chất mình đang dùng tính chất gì đây. Đây là tính chất gì trong phép cộng? Much later. Tính chất giao hóa. Chính xác, tính chất giao hoán. Trong tiếng Anh, từ tính chất giao hoán là từ gì con có biết không? A few moments later. Đáp án ở ngay bên cạnh luôn nhé. Commutative, commutative properties of addition. Đây chính là tính chất giao hoán của phép cộng. Rồi con ơi, các con sẽ làm tròn các phép tính này đến hàng đơn vị nào. Estimate round to the indicated place values. 5.19 thì làm tròn thành $5. $5. 3.68 thì làm tròn thành $4. Làm tròn lên thì $4. Vậy cái này sẽ bằng khoảng $9. About $9. Chính xác. Câu 12 nào. Question 12. Làm tròn đến hàng trăm. Rounds to the hundredth place. Khoảng tầm 6.000. Một bạn sẽ bằng khoảng tầm 6.000. 4.000. Làm tròn đến hàng trăm nhá. Đúng rồi. Làm tròn hàng trăm. Chính xác. It's about, right, about 4,000. Chính xác, about 4,000. Làm cho đến hàng trăm mà. Câu 15 nè. Question 15. Nika wants to buy a book that costs $12.99 and a book Mac that costs $3.75. Approximately how much will these items cost? Có một từ dài dài là từ approximately là sấp xỉ con ạ. Từ đấy là sấp xỉ, sấp xỉ. Sấp xỉ giống ước tính hả thầy? Đúng rồi, sấp xỉ giống như ước lượng con ạ. Chính là ước lượng đấy. Còn đó là bạn Nika này, bạn ấy muốn mua một quyển sách với giá là 12.99 đô. Và bạn ấy muốn mua một cái đánh dấu giá là 3.75 đô. Vậy những món hàng này sấp xỉ bao nhiêu tiền? Sấp xỉ 16 đô. Alright, this item costs about $13. At equals about $17. Chính xác. Hai món hàng này bằng khoảng $17. 17 đô, khoảng 17 đô. Ok, câu 16 nè. Question 16. Derek is 3,285 days old. Tiona is 4,015 days old. About how much older is Tiona? Họ nói như sau. Bạn Derek thì bạn ấy đang 3,285 tuổi. Tiona thì là 4,015 tuổi. Rồi đáp án là gì nào con nào? About how much older is Tiona? Thầy ơi, 4,000. Cái này con bảo thầy đọc thiếu từ nhé. Ngày tuổi thầy. Rồi, thầy ngày tuổi. Rồi nào con ơi, ra chưa? Anh nhìn con 4,007,000 á. Một bạn ra bằng 7,000. Có ai ra 7,000 không? 1,000. Một bạn ra là 1,000. 7,000. Hai bạn ra 7,000. Khoảng 7,000. Rồi, một bạn ra bằng khoảng 7,000. Có ai về đội 7,000 nữa không nhỉ? 1,000 thầy ơi. Một bạn ra là 1,000. Đáp án không phải 7,000, cũng không phải 1,000. What? Làm tròn đến hàng nghìn cơ đây. Làm tròn đến hàng nghìn đi. Làm tròn đến hàng nghìn. Đáp số là gì nào? Much later. 6,000. Không phải 6,000. Nếu mà đây là years old thì con ngất xỉu. Rồi. Phải đọc kiểu dữ liệu đề bài. Nhá, con đọc kỹ đề bài câu hỏi này. About how much older is Tiona? Con biết rồi. Là gì? Tiona hơn Derek khoảng bao nhiêu ngày? Không đúng. Phải có chữ about thôi. Đúng rồi. Tiona. Rồi, it's more about gì nữa nhỉ? Sẽ là làm cho đến hàng nghìn đấy. 4,000 minus 3,000. Older lớn hơn. Chính xác older. Nhiều hơn khoảng 1,000 ngày tuổi. Chính xác đáp số đúng là 1,000. Vừa nãy thầy đùa thôi. Thầy đùa mấy thầy. Đáp số là 1,000 đúng ạ. 1,000 days out is correct. Đúng rồi, 1,000 là đúng. Rồi, ví dụ số 4 nào. Xem ai làm được ví dụ 4 nhá. Jenny and her sister are going to build a bookcase. They will need $9 for nails, $18 for tools, and $38 for goods. About how much money do they need to build the bookcase? A few minutes later. 55 đô. Một bạn ra bằng 55. 60 đô. Một bạn ra bằng 60. 45 đô. 45 đô. Rất nhiều kết quả khác nhau, rất nhiều kết quả khác nhau. Nhưng đáp số đã được cho ở dưới này. Thầy ăn ra 65. 70 đô thầy ạ. 70 mới đúng cơ. Bạn ơi, họ nói như sau này. Bạn Jenny, bạn ấy và em gái thì đã dự định là mua một cái bookcase. Họ sẽ cần $9 để mua nails, $18 để mua tools và $38 để mua gỗ. Hỏi họ sẽ cần tổng cộng khoảng bao nhiêu tiền? Chúng ta làm tròn đúng không? Làm tròn. Đó. 9 thì làm tròn thành 10, 18 làm tròn thành 20, 38 làm tròn thành 40. Như vậy là khoảng 70 đô. Mới là đáp số đúng nhá. Nhớ là trong câu trả lời phải có từ about nhá. About $70. Đúng không? Đó, phải có từ about nhé. Câu 17 nào. Question 17.
Câu 17 đây. There are 365 days in a year. Tess, younger brother, is 3 years old. About how many days old he is? Có 365 ngày, làm tròn đến hàng chục, con ơi, làm tròn đến hàng chục đi. Có 365 ngày trong một năm. Em trai của Tess thì bây giờ đang 3 tuổi. Vậy em ấy khoảng tầm bao nhiêu ngày tuổi? How many days old? 1195. Này, thế ơi, thở cái này đề bài cho kiểu dữ liệu một tí nhá. 4 năm nhuận một lần đúng không? Cái này yêu cầu người ta phải cho năm. Wow. Rồi, nhưng mà thực ra là đây là khoảng đấy con ơi. Đằng nào mình cũng làm tròn mà, about mà. Đó, cho nên là không lo. 3 x 370 đi, làm tròn thành bà đến hàng chục đi. Là bằng bao nhiêu nào? 3 x 370. Chính xác 1110. 1100 days old. Em trai là khoảng tầm 1110 ngày tuổi. Ok, rất tốt. Câu 18 nào. Banton needs to buy the item store. He has $20. Does Banton have enough money? Bạn ấy muốn mua một số cái đồ vật bên dưới này. Bạn ấy có $20 tất cả. Hỏi Banton có liệu có đủ tiền không? Banton có đủ tiền không theo con? Có ạ. Theo Nam Phong là có đủ tiền. Rồi, trước tiên là thầy dùng $20 thầy mua cái đèn pin trước đi. Cái đèn pin giá cao nhất $12.99. Thì thầy còn bao nhiêu tiền nhỉ? $20 mà trừ đi $12.99. 7 đô chấm 1. Đúng rồi, thầy sẽ còn 7 đô 1 sen 7.01 nhé. 7 đô 1 sen tức là 7.01 đô la. Với 7.01 đô la này thì thầy có mua được hai cái vật còn lại không? Thầy có mua được hai thứ còn lại không? Không đủ ấy. Có đủ không nhỉ con nhỉ? Con nhìn cho thầy xem. Không đủ thầy ơi, phải là 20. Đúng rồi. Thiếu tiền rồi. Not enough, thiếu tiền rồi, không đủ tiền. Rồi. Chính xác, không đủ tiền. Rất tốt. Câu 19 nào. Question 19. Admission to a water park is $21 for adults and $14 for children. How much will admission cost for 2 adults and 3 children? Rồi, giá vé vào cửa của một công viên nước là $21 cho người lớn và $14 cho trẻ em. Hỏi nếu mà có 2 người lớn và 3 trẻ em thì tổng cộng hết bao nhiêu tiền nhỉ? 28 cộng 42 là bằng 60. Có ai ra 60 không? Một bạn ra kết quả khác. Không phải 60, kết quả không phải 60. 2 người lớn giá tiền là $42. 2 trẻ em giá tiền thêm $42 nữa. 3 x 14 mà là bằng $42 nữa. Và tổng cộng sẽ là $84. $84 is correct. $84. Thầy ơi. Rồi, ơi. Đáp án con là 78. Tư mà, 84 mà con. Đáp số là 84 mà. Câu 20 nào, question 20. Rebecca will go to the park when her tours are complete. How many minutes before she go to the park? Bạn Rebecca thì bạn ấy muốn là đi đến công viên. Đó, khi mà các cái công việc là công việc vặt ở nhà của bạn ấy đã làm xong rồi. Chores là công việc là làm ở nhà đã xong. Hỏi bạn ấy cần bao nhiêu phút trước khi được đi đến công viên? Bạn ấy cần làm trong vòng bao nhiêu phút trước khi đến công viên? 60. 1 tiếng 25 phút. Alright, một bạn ra là 1 tiếng 25 phút. Có 3 công việc này. Clean room, gas and sweeps. 45 phút cộng với 15 cộng với 25. Chính xác sẽ bằng 85 phút. Chính xác 85 minutes. Hoặc là mình có thể ghi là 1 tiếng 1 hours and 25 minutes. Đúng rồi, cảm ơn con. Bài cuối cùng này con này. Bài cuối cùng mình nghỉ nào. Question 21. Chat has $7.50 in trains. Alright, after buying skates for $62.50 and a helmet for $22, how much money did he have? 1 hour later. Bạn Chat, bạn ấy được nhận là $750 tiền thừa sau khi bạn ấy mua một cái ván trượt với giá là $62.50 và bạn ấy mua một cái mũ bảo hiểm còn với giá là $22. Vậy lúc ban đầu bạn ấy có bao nhiêu tiền? Rồi, một bạn ra là $92. Alright. He had, alright, we take 7.50 at, alright, 92.50 at $22. Rồi, chúng ta sẽ bằng gì nào? Hai số đầu tiên cộng lại với nhau là bằng $70, $70, cộng với $22 nữa. $92 là... Chính xác, right, it's $92, it's correct, $92 is correct, rất tốt, cảm ơn con, đáp số đúng là bằng $92. Rồi con ơi, và đây cũng là bài cuối cùng của buổi học hôm nay rồi, buổi sau thì mình sẽ học tiếp nhé. Được không? $92.40. Ok, con nghỉ ngơi sớm nhé, bye bye con, hẹn gặp lại con ở buổi sau nhé, bye bye. Ừ, chào con, bye bye.